chào mọi người, lại là mình Belly đây. Hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng mọi người trong livestream này tại showroom Phúc Âm xã đây. Và hãy xem Belly sẽ mang đến cho các bạn những điều gì thú vị nhé. Với chủ đề cùng dây di động trải nghiệm thế giới, Belly mong muốn đem đến tinh thần tự tin để khám phá thế giới đầy thú vị và thoải mái nhất theo cách riêng của bạn. Và trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7, từ 8 giờ đến 21 giờ tại showroom Phúc Âm xã đây, Belly sẽ lan tỏa thông điệp trên và những trải nghiệm vô cùng ấn tượng trên thế hệ sản phẩm Belly mới nhất và đem đến hàng ngàn phần quà giá trị. Và như các bạn cũng thấy được, không khí bây giờ tại gian hàng Belly đang bắt đầu nóng dần lên rồi đúng không nào? Số lượng khách hàng tập trung đang ngày càng đông lên, thì giờ vàng hôm nay sắp đến rồi đấy. Bạn nào gần đây thì nhanh chân đến ngay showroom Phúc Âm xã đây tham gia cùng Belly nhé. Hiện tại mình đang thấy rất nhiều các bạn đang theo dõi livestream này rồi. Các bạn nào đang xem thì comment cho Belly cùng biết nha. Và để hòa chung vào không khí đầy sôi động thì ngoài việc cùng Belly khám phá gian hàng ngày hôm nay, các bạn cùng Belly đến với một phần mà mọi người cực kỳ mong đợi trong những buổi livestream trước đây nha. Đó chính là trả lời các câu hỏi mini game để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Phần quà sẽ là thẻ điện thoại 50k cho hai khách hàng comment trả lời đúng và nhanh nhất ở mỗi câu. Đặc biệt là phải share livestream này về trang cá nhân ở chế độ không thay. Và mọi người lưu ý comment theo cú pháp số câu hỏi, câu trả lời, số điện thoại nha. Lưu ý là ghi đúng số điện thoại vì phần quà sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của các bạn đó nha. Và bây giờ Belly xin công bố câu hỏi số 1 như sau. Câu 1: trong giờ vàng diễn ra từ 17 giờ đến 18 giờ, khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng có cơ hội nhận được giải thưởng cao nhất có giá trị là bao nhiêu? A. 1 triệu đồng. B. 2 triệu đồng. C. 500.000 đồng. 1, 2, 3, bắt đầu. Và trong thời gian chờ đợi các nhà thông thái của chúng ta trả lời, thì ngay bây giờ cùng Belly tiến vào trong để xem có những hoạt động gì thú vị nha. Wow, như các bạn đã biết, Belly luôn mong muốn mang lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất, nên Belly đã không ngừng cải tiến công nghệ, thiết kế để đưa ra những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng được xu hướng hiện đại trong học tập và làm việc như XPS 13 Plus được phát triển nhằm mang đến cho người dùng một chiếc laptop mỏng nhẹ, sang trọng và mạnh mẽ, nhằm thay đổi để đáp ứng thị hiếu của người dùng. Dell XPS 13 đã ra đời và cho đến nay, đây vẫn là một trong những dòng laptop tốt nhất thị trường mỗi năm. Và dòng XPS 13 được xem là sản phẩm đáng mua nhất thời điểm hiện tại. Màn hình cảm ứng, bàn phím tràn viền, touchpad ẩn với mặt kính sang trọng và đặc biệt là siêu mỏng nhẹ, phù hợp đối tượng nhân viên văn phòng, doanh nhân, sáng tạo nội dung. Inspiron 5430 là một trong những dòng máy tính xách tay chạy chip Intel mới nhất của Dell trong năm 2023. Đây là mẫu máy có thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt và hiệu năng tốt với một mức giá vô cùng hấp dẫn và có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, phù hợp cho đối tượng sinh viên và nhân viên văn phòng. Dell Inspiron 5430 có thiết kế đẹp và độ mỏng ấn tượng. Máy được hoàn thiện từ bộ vỏ nhôm cao cấp, làm tăng độ sang trọng, lại vừa có độ bền cao. Màn hình viền mỏng với tỷ lệ màn hình 16:10, tăng lên diện tích sử dụng. Một điểm cộng nữa đáng kể để nhắc đến khi phần touchpad của Dell Inspiron 14 5430 có kích thước lớn, giúp những thao tác đa điểm của người dùng được thoải mái và dễ dàng nhất. G15 5530 với những cải tiến ấn tượng, bao gồm thay đổi về kiểu dáng với các nguyên liệu mới, trang bị hiệu năng mạnh mẽ nhất trong phân khúc gaming, cùng nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng, dễ dàng chạy các tựa game nặng về đồ họa, nhờ vào sức mạnh từ cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý mới nhất của Intel cùng khả năng tản nhiệt ấn tượng, thời lượng pin bền bỉ, phù hợp cho game thủ chuyên nghiệp. Nãy giờ thì Belly đã giới thiệu với các bạn các dòng máy trong chương trình của Dell, thật là ấn tượng phải không nào? Và bây giờ chúng ta hãy xem thử các dòng máy xịn sò này sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị gì nha. Với G15 5530, bạn sẽ không được các tựa game với cấu hình đồ họa cao. Và đặc biệt khi đến với gian hàng Dell hôm nay, bạn sẽ được trải nghiệm game đua xe thực tế ảo với kính VR, mang lại trải nghiệm hình ảnh tuyệt đỉnh khi được chơi trên G15 5530 mới nhất, hoặc tham gia trong những trận FIFA nảy lửa trên các dòng máy tính G-Series. Đến với gian hàng Dell, bạn có thể chọn tham gia cuộc thi Anh hùng bàn phím, thử tài đánh máy nhanh trên sản phẩm của Dell. Trong vòng 1 phút, bạn phải cố gắng đánh máy đúng nhiều từ nhất và nhanh nhất, đạt từ 20 điểm trở lên sẽ nhận ngay quà tặng từ chương trình và bước vào vòng bán kết, vòng chung kết để nhận về những phần quà giá trị từ Dell. Vòng loại đang diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ của ngày hôm nay và đến 12 giờ trưa ngày mai để chọn ra top 16 có điểm số cao nhất để vào vòng bán kết.
Vòng bán kết và vòng chung kết sẽ diễn ra từ 15 giờ đến 17 giờ ngày mai. Trong đó, top 16 sẽ thi đấu đối kháng để chọn ra top 8 thi đấu chung kết xếp hạng. Đặc biệt, độ khó sẽ tăng dần qua các vòng thi và phần quà giá trị từ đeo sẽ thuộc về những anh hùng bàn phím xuất sắc nhất. Vậy, ngoài những hoạt động trên, đến với chương trình Cùng Đeo Di Động Trải Nghiệm Thế Giới, bạn không làm được gì? Cùng mình khám phá tiếp nha! Bạn sẽ được đến làm lấy liền sau khi check-in tại gian hàng bắt mắt, vui nhộn của Đeo hoặc chụp hình cùng mình nữa nè. Đeo còn giúp bạn gửi postcard cho chính bạn thiết kế trên máy tính của Đeo đến người thân và bạn bè qua đường bưu điện nữa đó. Đặc biệt, cơ hội nhận thẻ điện thoại 500k cho ba bạn check-in tại gian hàng Đeo ở chế độ công khai trên Facebook cá nhân có nhiều like và tim nhất. Và đừng quên tag 5 người bạn cùng hashtag Đeo Việt Nam, hashtag GoWithDeo. Wow, quá nhiều hoạt động thú vị đúng không cả nhà ơi? Và Deoly cũng đã thấy rất nhiều bạn trả lời câu hỏi đầu tiên bên dưới livestream rồi. Bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn đáp án của câu hỏi đầu tiên nhé. Đáp án của chúng ta là câu B, 2 triệu đồng. Với cơ hội sở hữu giải nhất lên đến 2 triệu đồng là tay cầm Xbox siêu xịn sò. Deoly tin rằng đây là quà tặng bạn không nên bỏ lỡ khi đến với gian hàng Deo đấy nhé. Xin chúc mừng các bạn trả lời đúng, nhanh nhất và có share livestream ở chế độ công khai trên Facebook cá nhân. Admin sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc livestream này, nên các bạn cùng chờ đón xem ai sẽ là người may mắn nhận quà nha. Và đặc biệt, đến với gian hàng Đeo tại showroom Phúc Anh Xã Đàn sẽ có khung giờ vàng đặc biệt từ 17 giờ đến 18 giờ với cơ hội mua chuột Đeo không dây giá 290k chỉ với 10k, siêu sốc luôn nha. Thật nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Chỉ cần đến gian hàng Đeo là có quà và tham gia rút thăm trúng thưởng. Quà tặng giá trị đang chờ đón bạn tại chương trình. Giải nhất, tay cầm Xbox 2 triệu đồng. Giải nhì, bộ quà tặng Đeo 1.800.000 đồng. Giải ba, bộ quà tặng Đeo 1.500.000 đồng. Hãy nhanh chân đến với gian hàng Đeo tại showroom Phúc Anh Xã Đàn các bạn nhé. Và nhớ là chương trình chỉ diễn ra trong hôm nay và ngày mai thứ bảy thôi nha. Ngay bây giờ, hãy cùng theo chân Deoly vào khám phá bên trong showroom Phúc Anh Xã Đàn xem có gì xuất hiện nhé. Hiện giờ thì Deoly đang đứng tại khu trưng bày máy Đeo bên trong showroom Phúc Anh Xã Đàn đấy các bạn ơi. Và trước khi giới thiệu các sản phẩm tại đây thì mình xin mời các bạn đến với câu hỏi mini game số 2 nha. Cảm ơn các bạn vẫn đang thả like, tim chờ livestream. Và Deoly thấy toàn những fan cứng quen thuộc của Đeo thôi. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều vẫn luôn theo dõi và ủng hộ cho Đeo. Và Deoly xin nhắc lại một lần nữa, quà tặng sẽ là thẻ điện thoại 50k cho hai khách hàng comment trả lời đúng và nhanh nhất ở mỗi câu hỏi. Đặc biệt là phải share livestream này về trang cá nhân ở chế độ công khai đó nha. Và mọi người lưu ý comment theo cú pháp số câu hỏi, câu trả lời, số điện thoại nha. Lưu ý là khi đúng số điện thoại thì phần quà sẽ gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn đó nha. Và câu hỏi thứ hai là chương trình khuyến mãi mua máy tính Đeo từ ngày 7 tháng 7 đến 14 tháng 7 năm 2023 được áp dụng tại showroom Xã Đàn, người mua sẽ được nhận quà gì? A. Nón bảo hiểm. B. Áo thun. C. Thẻ quà tặng 500.000 đồng. 1, 2, 3, bắt đầu. Như các bạn có thể thấy ở đây á, thì có rất là nhiều sản phẩm màn hình, laptop và các phụ kiện khác nhau của Đeo đang được trưng bày trong showroom Phúc Anh Xã Đàn. Deoly tin rằng thì ở đây đảm bảo đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng luôn. Các bạn biết không, toàn bộ sản phẩm Đeo ở đây đều là hàng chính hãng 100% và có chính sách bảo hành cực kỳ ưu đãi như đấy. Nếu có nhu cầu hay chính sách bảo hành sản phẩm thì đừng ngần ngại gọi ngay hotline 1800 4851 để được hỗ trợ nha. Đặc biệt hơn, nếu các bạn mua máy tính Đeo vào thời gian từ 7 tháng 7 đến 14 tháng 7 năm 2023 tại showroom Phúc Anh Xã Đàn sẽ còn nhận được thêm một thẻ quà tặng trị giá 500.000 đồng nữa đấy. Nên đến đây mua ngay chỗ lỡ bạn nha. Hình như Deoly đã vô tình hé lộ đáp án của câu đố thứ hai rồi. Vì vậy các bạn may mắn nghe được mình gợi ý đáp án thì hãy mau chóng bình luận để nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn này nha. Và mọi người ơi, để hiểu rõ hơn cái chương trình khuyến mại của showroom Phúc Anh khi bạn mua sản phẩm Đeo tại đây thì Deoly xin mời các bạn sẽ gặp gỡ anh Quân là đại diện của showroom Phúc Anh Xã Đàn. Xin chào anh Quân, xin anh hãy chia sẻ cho Deoly và các khách hàng của Đeo đang xem livestream về những chương trình khuyến mại hoặc những chính sách bảo hành lợi ích khi mua sản phẩm Đeo tại showroom Phúc Anh Xã Đàn nha. Vâng, và xin chào các khán giả đang xem buổi livestream trực tiếp của Đeo.
Và mình xin tự giới thiệu, mình là Quân, đến từ đơn vị Phúc Anh Smart World tại 15 xã Đàn. Và hôm nay thì mình rất là vui khi mà mình thấy một cái bốt đeo ở ngoài kia. Nói thật với các bạn chứ mình chưa bao giờ thấy cái không khí nó hào hứng như vậy ấy. Một cái bốt đeo mà mang đến cho các bạn sinh viên này, mang đến cho khách hàng rất nhiều các chương trình khuyến mại hot. Điều đặc biệt thì rất nhiều các trò chơi nhận quà free nữa chứ. Nói chung là anh em cứ qua 15 xã Đàn đi, rất nhiều các chương trình. Và hôm nay thì mình nhận được một câu hỏi cũng rất hay đến từ Dell, đó chính là nói lên những cái suy nghĩ, những cái cảm nghĩ và những cái dịch vụ của Dell, đồng thời là những cái chương trình khuyến mại mà bên mình đang có. Ok, thì tiện đây mình cũng xin gọi là chia sẻ một chút cho các bạn được biết nhá. Rồi, và mình là Quân đến từ 15 xã Đàn thì mình vừa giới thiệu rồi. Còn về laptop Dell thì mình nói thật, hiện tại thì rất ít khách hàng mà không biết đến Dell. Dell là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Mỹ, và Dell họ sản xuất ra rất nhiều dòng màn hình, laptop này, và hiện tại Phúc Anh đang kinh doanh toàn bộ các dòng sản phẩm laptop của Dell. Ví dụ như một số dòng Dell Inspiron, Dell Virtual 3000, 5000 và 7000. Ngoài ra anh em sẽ có cao cấp hơn là dòng Dell XPS. Và các game thủ cũng đừng quên, Dell cũng có dòng Dell Gaming G Series, đúng không ạ? Còn về dịch vụ bảo hành của Dell thì mình thấy rất ít mà không có ấy, khách hàng phàn nàn. Ví dụ như khi mà anh em bị lỗi, anh em chỉ cần gọi số hotline 1800 4851. Anh em nhớ nhá, đã đổi từ 1800 545455 sang 1800 4851. Ok, nhớ ạ. Ok, ngoài ra thì các dòng sản phẩm của Dell như mình vừa nói, đa dạng mẫu mã và nó cực kỳ bền bỉ, và dịch vụ hậu mãi thì khỏi phải suy nghĩ rồi. Chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có rất nhiều các khuyến mại. Ok, và đây mình sẽ chia sẻ một chút khuyến mại của Dell mà khi mà anh em mua tại Phúc Anh 15 xã Đàn nhá. Nếu như các bạn không phải là học sinh sinh viên, anh em sẽ được giảm 300.000 cho dòng Dell Inspiron 3000 series. À xin lỗi, 200.000 cho dòng Dell Inspiron 3000 series, 300.000 cho dòng Dell Inspiron 5000 hoặc Virtual 5000 series, và 500.000 cho dòng laptop gaming. Ngoài ra các bạn còn được tặng một cái voucher, một cái khoản gọi là khuyến mại lên tới 1 triệu đồng cơ. Nói chung là cực kỳ nhiều. Ok, còn nếu như anh em, nếu như các bạn là học sinh sinh viên thì sao? Nếu như các bạn là học sinh sinh viên mua một chiếc laptop Dell có trị giá từ 10 triệu trở lên thì các bạn sẽ được giảm 168.000. Từ 20 triệu các bạn sẽ được giảm 268.000, và từ 30 triệu trở lên các bạn sẽ được giảm bao nhiêu ạ? 368.000. Còn nếu như các bạn làm thành một group, tức là làm thành một nhóm có từ 3 người mua một chiếc laptop từ 10 triệu trở lên, các bạn cũng sẽ được giảm thêm 88.000 nữa. Wow, quả là rất nhiều chương trình khuyến mại đúng không ạ? Còn về book của Dell hôm nay thì anh em thấy có rất nhiều các phần quà, có rất nhiều các chương trình khuyến mại. Đặc biệt nhất là chương trình anh em sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng trị giá 500.000 khi mà mua hàng tại Phúc Anh 15 xã Đàn trong ngày mùng 7 và ngày mùng 8. Anh em nhớ nhá. Và chương trình sẽ kéo dài từ ngày mùng 6 tháng từ ngày mùng 7 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 7. Ok. Hẹn gặp lại anh em tại Phúc Anh 15 xã Đàn. Bye bye. Vâng, xin cảm ơn anh với các thông tin hữu ích vừa rồi và đã có những chia sẻ thú vị đến với khán giả đang xem livestream. Và các bạn ơi, còn chờ gì nữa mà không nhanh chân đến với showroom Phúc Anh xã Đàn để sắm cho mình một chiếc máy tính Dell nào. Chắc là các bạn cũng đang nóng lòng muốn biết là đáp án của câu hỏi thứ hai là gì đúng không nào? Thì bây giờ Dell sẽ bật mí cho các bạn biết nha. Và đáp án đó chính là C, thẻ quà tặng 500.000 đồng. Xin chúc mừng những bạn nhanh tay và may mắn có câu trả lời đúng nha. Admin sẽ comment bên dưới livestream này sau khi chương trình kết thúc để công bố kết quả trúng giải nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại chương trình Dell để xem không khí lúc này như thế nào nhé. Wow, không khí lúc này thật là náo nhiệt đúng không các bạn ơi? Chương trình mua chuột Dell 290k với giá 10k đang diễn ra. Và đây đúng là một cơ hội hiếm có. Ai mà đang ở gần đây thì nhanh chân đến với chúng tôi. Và một chút nữa là giờ vàng với cơn mưa quà tặng sẽ xuất hiện liền đây các bạn ơi. Và bây giờ hãy cùng Dell phỏng vấn thử một bạn xem bạn ấy đang cảm thấy không khí tại đây như thế nào nhé. Chào bạn, bạn thấy không khí tại đây như thế nào? Và bạn có thể chia sẻ đôi chút về sản phẩm Dell được không? Mình cảm thấy ở đây không khí rất là sôi động và mình mọi người vẫn đang chờ để được xếp hàng tham gia chương trình của Dell. Thì mình thấy các sản phẩm của Dell đều rất là tốt và
có rất nhiều chính sách ưu đãi tốt. Vâng, và bây giờ đã mình cảm thấy rất là phù hợp với cả sinh viên và người làm văn phòng. Đến trải nghiệm. Vâng ạ, hai bạn Belly xin cảm ơn bạn đã nhiệt tình đến tham gia chương trình. Và nhớ ngày mai vẫn tiếp tục quay lại kêu gọi thêm bạn bè ủng hộ Belly nhé. Các bạn thân mến, nãy giờ cũng giới thiệu nhiều rồi. Belly xin khép lại phần livestream ngày hôm nay. Tuy nhiên không khí ở tại chương trình chúng ta hiện giờ thì vẫn rất là náo nhiệt luôn. Vì vậy chần chờ gì mà không đến ngay showroom Phúc Âm, 15 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội từ 8 giờ đến 21 giờ để trải nghiệm và nhận quà nhé. Chương trình chúng ta vẫn đang diễn ra và kéo dài đến 21 giờ tối mai, thứ bảy, ngày 8 tháng 7. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những livestream lần sau của Đeo nhé.